Đây là giống hoa lan V3, loại hoa lan hồ điệp xuất khẩu chính của Đài Loan. Hoa màu trắng có thể được nhuộm tùy chỉnh bằng công nghệ nano, do đó đang trở nên phổ biến với khách hàng thương mại muốn trang trí theo chủ đề của công ty. Hội Hoa Lan Đài Loan được tổ chức ở phía nam thành phố Đài Nam. Đài Loan xuất khẩu hoa lan trị giá hơn 220 triệu đô la Mỹ sang 86 quốc gia mỗi năm, trong đó Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Hà Lan, Canada và Australia là những nhà nhập khẩu hàng đầu. Những năm gần đây, Đài Loan đã vượt qua Hà Lan, đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong việc cung cấp cây giống phong lan toàn cầu do dịch COVID-19, chiến sự Nga-Ukraine và cuộc khủng hoảng lạm phát toàn cầu. Đài Loan cũng tự tin là trung tâm nhân giống các loài hoa lan khác nhau trên toàn cầu. Thế mạnh của họ là nhân giống các đặc điểm kỹ thuật khác nhau của hoa lan theo yêu cầu người mua.